chắc có khi cái thu tiếp thì mình yếu với các nó đây là phải sợ liên hệ với các trường á. Dạ, khu này do học sinh lên ở dạ, học sắm trại rồi học sinh lên nhiều chút vậy hết hả? Rồi nó lên tầm khoảng từ tháng tư đến tháng năm à. Và cái tháng đó là chuẩn bị sắp nghỉ hè á, là học sinh đi nhiều lắm, giờ hết rồi chú. Giờ là đa số là gia đình đi, gia đình này trời cho dạ sinh ở đây rồi. Dạ đúng rồi cô, ở bên phía tới phải là đường mình đi xe Honda xe hơi lên nha cô chú. Cái này là Tết là chắc chắn là có, nó có chắc chắn là có hoa anh đào gì đó. Dạ đúng rồi, Tết thì nó là không khí nó lạnh. Hầu như thứ bảy nào cũng có phải không? À, nếu mà lần sau mình đi á, căng mình lên nè. Thứ bảy. Giống như hôm nay là tối nay là có. Và bên đây là khu vực chỗ ngay hang đá Ba Lem của Thiên Chúa Giáo. Thôi được rồi.
hoài rồi. Chú chờ chụp hai vợ chồng mình. Mờ lắm không thấy gì đó. Sợ là thôi má rồi ra xe đi được rồi đó. Ngắm. Đây chỗ tượng Kitô vua cũng đấy. Đây thì nó gần. Khách sạn của mình kia không? Đâu khách sạn rồi mình nó dòm bên trái này hay phải này nó hết chỗ nào có khách sạn đến đây là nơi điểm kết thúc tour. Cô chú mình có muốn di chuyển đến điểm nào thì con trở lại điểm đó cho mình luôn ạ. Cô chú đây ha. Rồi tí nó về rồi. Sao không?